Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì mình phải bắt cái ghế và ngồi cạnh cái chiếc xe CS 115 FI này để thông báo cho các bạn nhanh và gấp liền. Thì hôm nay, tối hôm nay là 27 tháng 7, 9 giờ rưỡi, Yamaha Moto Việt Nam sẽ cho ra mắt mẫu xe. Các bạn tưởng là gì? N135LC hả? No, bắt đầu mình cũng tưởng là vậy nhưng mà không phải rồi. Rất tiếc, nó chính là dòng xe Yamaha Fin 115i và phải lên clip liền nha các bạn luôn. Mình biết chắc là ra cái phiên bản đó tại vì một số anh em đã thông tin cho mình biết được ha. Thì Yamaha Fin tối nay sẽ được ra mắt và sẽ sớm được sản xuất hàng loạt để đưa tới những cái cửa hàng đại lý của Yamaha đầu tiên trước, rồi những cái cửa hàng tổng hợp nhỏ lẻ sau. Bây giờ một chút xíu thông số kỹ thuật của thằng Yamaha Fin cho các bạn ha. Thì chiếc xe này đã được đăng kiểm tới đơn vị khác Yamaha Việt Nam khá là lâu rồi. Thì theo mình á, mình cảm quan được cái phần thiết kế của nó, nhìn nó cũng tự tựa như là thằng CS FI này thôi. Nó nhưng mà nó hơi bo tròn nhiều hơn và mình cảm thấy cái mặt này nó hơi dài hơn tí xíu so với CS FI này ha. Và cái phần đèn của nó vẫn sử dụng là đèn halogen bình thường thôi. Fin 115 thì nó chỉ có 100 kg thôi và nhẹ hơn Jupiter 4 kg. Và nó sử dụng lớp trước của nó là 70 và lớp sau của nó sử dụng là 80, chiều cao yên là 775 mm. Tất nhiên là rất là phù hợp với những người châu Á, đặc biệt là Việt Nam của chúng ta, với chiều cao khiêm tốn 1,5 m vẫn đi được các bạn ha. Rồi, thì động cơ của thằng Fin này nó sẽ như thế nào? Nó sẽ là 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí. Và dung tích xi lanh của nó là 113,7cc, giống như cái con CS này luôn, 113,7. Đây mình coi lại kỹ ha. Thì cái con CS này cái dung tích xi lanh của nó là 113,7 luôn các bạn, y chang luôn ha, không khác miếng nào, y chang luôn. Rồi. Và nó được sử dụng phun xăng điện tử ECU để kiểm soát năng lượng một cách thông minh và thân thiện với môi trường. Công suất của nó là 6,6 kW trên 7.000 vòng trên phút và nó có mã lực là khoảng tầm 8,9 mã lực. Tương tự với những mẫu như là CS nè, Future nè, Honda Vision ha. Và đặc biệt là cái mức tiêu hao nhiên liệu của em Yamaha Fin này là bao nhiêu, là 1,64 lít trên 100 km, giống như em này luôn. Em này là 1,65 các bạn ha, 1,65 lít trên 100 km. Và đương nhiên nó là cái mức tiêu hao nhiên liệu theo thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất đưa ra. Còn cái vấn đề mà các bạn chạy xe đầm hay là chạy đường trường nhiều, hay chạy đường kẹt xe, đường đất đá, chạy hiện ga hay là chạy như thế nào, hổ báo cáo trồn gì đó, thì nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau nha. Thì cái dòng Yamaha Fin các bạn, khi nó sẽ được sở hữu cái tiện ích gì? Về tiện ích của nó thì nó được sở hữu cái công nghệ USB, UBS ha, UBS chứ không phải là USB nha các bạn. Thì UBS nó là cái hệ thống phanh hợp nhất, và đây là cái hệ thống phanh giúp cho các bạn nào mà điều khiển xe đạp phanh thắng chân thì nó sẽ phân bổ lực phanh giữa bánh trước với bánh sau cho các bạn luôn. Nó sẽ không có bị làm cho các bạn thắng quá nhiều ở bánh sau mà sẽ bị trượt trơn, trượt kẹo bánh ha. Khá là ok và khá là an toàn luôn, giúp cho cái hệ thống phanh của các bạn nó hiệu quả hơn rất là nhiều trong việc mà các bạn phanh ha. Và cái công nghệ này khá tương tự với công nghệ CBS trên những dòng xe tay ga Honda hiện nay của Honda đấy. Nên là bên Yamaha đặt cho nó cái phanh tên là UBS đấy. Fin thì được thêm vào phân khúc có giá thành thấp và nó được sử dụng cái đồng hồ là đồng hồ analog. Tất nhiên là cái tầm trung thì nó sử dụng đồng hồ analog, không thể nào sử dụng đồng hồ LCD được rồi các bạn ha. Và hệ thống chìa khóa của nó vẫn là chìa khóa cơ 4 in 1, và phía sau của nó là sẽ có phanh là phanh tan trống, không sử dụng phanh đĩa. Cái hộp đựng đồ của dòng xe Yamaha Fin sẽ có mức dung tích là 9,7 lít, có thể đựng được đủ bảo hiểm nửa đầu các bạn ha. Tiếp theo là về cái phần mà phiên bản các bạn, đầu tiên là nó sẽ có những phiên bản đặc trưng như là bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa, bánh mâm thắng đĩa, rất giống với những phiên bản của CS bình xăng con, CS FI, Jupiter này nó kiểu ha. Và này, bây giờ nó sẽ thêm một cái phiên bản mới, đó là bánh mâm thắng UBS. Đó là thắng giống như là CBS nãy mình đã nói rồi ha, thắng UBS. Thì đó là phiên bản thứ tư của nó, là phiên bản cao cấp nhất. Còn về màu sắc thì phiên bản mà bánh căm thắng đùm thì nó sẽ có một màu thôi, là màu đỏ. Còn bánh căm thắng đĩa nó sẽ có 3 màu, đen, đỏ và màu xám xanh. Còn bánh mâm thắng đĩa thì sẽ có màu đen, đỏ và màu xanh xám luôn, xám xanh luôn. Cuối cùng là bánh mâm UBS nó sẽ có một màu là màu xám đen các bạn ha, màu xám đen. Đó, thì đây chỉ là một số thông tin mà mình nắm được rất là sơ sài thôi. Còn nhưng mà chắc chắn là tối nay sẽ ra mắt cái dòng xe Yamaha Fin. Nên là các bạn hãy xem livestream Yamaha Fin
115i vào lúc 9:30 tối nay 27 tháng 7 trên kênh Cua Vlog 61 nha. Nhớ bấm chuông, xem xong video này bấm chuông và theo dõi kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye các bạn.